Hai ba quân. Ồ. Ui giời. Kataisi. Hỏng rồi. Cái tụt này nó đi thảm quá. Kataisi. Không biết có khấn được không? Không biết có khấn được thêm trận nữa không này. Kata và Isidian. Quân là quân cửa trên hoàn toàn dành cho game thủ he thôi. Nếu mà bờ trận này mà bị dâng lên ôm thắng nữa là câu chuyện để nói. Chào Phạm Công Anh nhá. Chào Duy Nguyễn chưa bạn ơi. Hay trận đấy chuyển A cũng nhanh phết. Kèo á. Kèo em nghĩ đánh tầm 3-4 giây đấy anh ơi. 3-4 giây. Mày là bầy yêu to cũng được câu về rồi. Một dành cho bi. Đó, sau đây một dân đi dâng này. Chết một dân này à? Một con voi, yêu bảy một voi. Hai voi dành cho game thủ bi rồi. Đã có một dân đi tìm nhà của game thủ he. Hai mươi bốn trên 28. 24 dân, 9% dành cho he. Bỏ rồi. Kiếp này coi như bỏ. Lại mắc binh rồi cho em rồi. Tiếp này coi như bỏ thật. Có quả phụ dành cho bi. Bài bi cũng ổn. Nhưng bài he mắc quá. Bài he hiện tại bây giờ giàu có 9% thôi. Đây là nhà he. Vâng, he đã đóng bê bê ở bãi vàng rồi. Bà he đừng nói với tôi được kín cả nhà nhá. Ông nếu mà kín cả nhà thì dở người đấy. Hai mươi lăm trên 28 thành những cầm 3. Bài hai mắc binh, mắc của mắc chứ không phải là mắc binh nữa thôi. À phải chốt thêm câu là mắc của mắc nữa. Chốt thêm câu là mắc của mắc.
Đi dâng. Bằng 3 cây sớm dành cho BB. Ủa, he cũng, cũng nhảy đời rồi. Và bà he không nhà. BB đang muốn đi ôm bom. Ui chào. Vâng, vừa mới thấy những cái con voi của he vừa mới thối xong đây này. Vừa mới ngả màu những con voi. Ui, trời ô, vẫn lọt. Vẫn lọt. CA CL các kiểu đi, bà hè khỏe thế. Mắc kín dậy cho anh. Trong các 3 giờ, cả vàng bên trong con T có giáp nữa không? Nếu mà con T có giáp thì... Còn đúng T có giáp dành cho game chủ và nghe. Trời ơi, mất tệ. Rồi, mất tệ rồi, con giò vẫn giữ được. Bài nó kinh thế. Ve dành cho cái gì bên kia. Bốn voi về đây. Vâng, bốn con voi về. Quả phụ. Hỏng rồi. Hai mươi tám dân. Để làm cách nào lọt vào trong đây mới là vấn đề đây. Nốt được cái nhà bên này của mình. Nốt là mất giò. Tốt quá. Hôm nay thì echo cũng khác rồi mọi người ạ. Cảm từ 2C. Chúng ta có thể dừng lại cái series 3.